khoảng chừng thì cái đồi đó thì chả chỉ là đúng hả? Hồi nãy chị chỉ cái đồi đó là đúng rồi, chắc chắn là cái đồi, tại vì nó chơi dơ có cái đồi đó phải không? Đây nè, trường này nữa nè, vậy là gần đâu đây nè, qua con suối cái đồi mà thì nhìn trường nè, suối suối trở thành trường Trung Dũng rồi. Cái đó mình nói trường. Nhưng mà mình nghĩ là đi cái đường này thì vô nó phải qua một cái con suối nhỏ, cái cầu trời nhỏ. Dạ. Con suối bự. Cái đường trong đó sao vô? Cái đường con không suối thì mình bự, không cần phải vô tới nơi. Đi tới đó, gần gần được đó, rồi. Cái đồi bên nơi đó bà ở đạp. Hay là chạy vô đây. Không, chạy chi? Đâu có đường đâu mà chạy. Đồ văn khoa. Đi tới gần gần nó được rồi. Đi tới. Đó đúng rồi, nó cứ chạy đó. Chạy tới gần gần quay phim thì em nói đó, đó. Đây. Chỗ này trống mà đi đi vô nó lạc nhưng mà có đường quay lại được á, vô được á thôi, đâu bên rồi bên đó đó, đi thẳng hết coi, chắc chắn là nó không thể nào mà nó không có đường vô, phải có đường vô thì nó phải qua một cái cầu nhỏ, không cả cứ đi đi cầu đó đúng là qua à. Cầu nhỏ là qua phải nó rồi, đúng rồi phải không? Đây đâu có cầu này, xuống nè, coi đúng rồi, cầu này nè. Hồi đó nông trường bò kìa, nông trường bò đâu đây nè, hồi trước nông trường bò đâu đây nè. Nè, cái đồi đó. Rồi đúng rồi, mình cứ chạy gần gần tới có cần mua đất không? Bán rứt sáu như mấy mà vô trong đó ôm lại kỷ niệm. Thôi đây qua đây qua đây. Ông cứ chạy đây là tôi biết à, không chạy qua phải là chặt cú luôn à. Chỗ này là nhà tám hiệp cái đâu đây nè. Nè bán đất nữa nè. Vô đây ở đó, ôm lại kỷ niệm đó. Ngày chóc đường này là hồi đó là tụi tôi là ở đây nè, đồi bên nôi nè. Tối tối đi đào mì nè. Đúng rồi đó, đào mì. Nông trường sông Rây. Bây giờ chỉ còn lại khúc này là đồi bên nôi nè. Đó đồi. Đúng không? Rồi đó, cứ đi tới gần gần đó là biết. Này là khu vực mà trường học cũ đâu đây nè, trường học cũ á là cái khoảng sát đồi bên nôi luôn hả, sát đồi bên nôi đây đồi nè, tới gần nữa ta chưa đâu, trên đồi đây là tới đây là gần nhất rồi đó phải không? Ừ. Cái gì nữa trên đồi đó đây nè, trên đồi đây đồi là gần nhất rồi, còn gì nào gần bừng thần hơn nữa đó. Hết rồi, hết chưa, hết rồi đó, vậy đây đó, xuống quay đây. Nó vướng mấy cây ấy quá, nó vướng mấy cây, nó vướng cái chỗ nãy trống á. Đây nè, nhà khó ha. Vậy anh quay cái điểm cao á là anh phải đi xa, chứ còn anh tràn tới gần là anh khó quá. Tràn tới gần cây có không quay gì không có thấy. Giờ xây nhà hết này qua rồi, qua cái khúc đó rồi. Bây giờ xã Xuân Tây nè. Đó. Đó, đồ bên nôi. Đó, đồ bên nôi đó. Từ đây đi xuống quay nha. Mình thì đứng quay ngoài. Quốc lộ 56 hả? 10 cây nữa. Ở đây có đường nào vẹo phải không? Qua rồi. Ủa vậy à? Mới qua đó. Cái đường phải là ra Cẩm Mỹ đúng không? Ra Bảo Bình. À không không, là ra Cẩm Mỹ nè. À như vậy là đi đường này, hồi xưa thường đi đường này nè. Chứ còn đi cái đường Cẩm Bảo Bình thì không biết. Hồi đó đi bộ không chứ đâu có đi xe gì đâu. Đường này là quá gian xe nhà binh đi. Đúng rồi, xưa xe nhà binh đi. Xe be nữa. Ừ, xe be. Đây nó mở cái công ty Hồng Hà để nó chuyên môn là xẻ gỗ đó, gỗ bằng lăng mà nó xẻ ra miếng miếng ở đây nè, hụn hết sức luôn. Ừ, nó xẻ ra để nó làm gỗ lót sản xuất coliso.
trả nợ cho Liên Xô á, hết sức phí đó. Cái này có con đường quẹo phải đúng không? Hồi là đúng rồi, quẹo phải là đi ra Cẩm Mỹ. Không, không phải đâu, Cẩm Mỹ là để hỏi này nè, quẹo phải đi đâu nè, đâu nó đi không dông mất tiêu rồi. Phương vô cái này hỏi cái bà lau nhà kìa. Hỏi hỏi đi. Không không không, à chị vô đây hỏi đi thử coi coi chừng á, xe mở xe bảo không rành nó nguy hiểm lắm á. Rồi được rồi, mở mở nguy hiểm lắm em à, phải cẩn thận. Chắc này hình như về Bộc Bình vậy đây, mình qua Cẩm Mỹ. Không, Cẩm Mỹ đi thẳng. Ở đó mấy đường này là cứ đi bộ không chứ đâu có xe khổ. 14 cây số. Trời, vô tới đây mà hỏi người không có ai mà để hỏi luôn, biết là oan vắng lạnh lùng ở đó. Đường OC nè. Hồi giờ Xuân Lập em phụ trách làm đường này năm 2002. Xưa đó là tụi anh đi từ Cẩm Mỹ vô trong đó đó là phải quẹo phải đó nè. Thế là nó phải quẹo qua đây nè. Con này đi thẳng luôn là không biết phải sao, phải đi đó đâu. Anh nhớ đó. Nhớ chắc sai, nhớ sai. Nhớ sai. Cẩm Mỹ mình ra lần lát ra đường rắn đó hả? Đúng rồi. Hồi xưa đó là nó không có đường. Hồi xưa nó không có đường, đi đường lô. Cẩm Mỹ thẳng vô đường lô, lô là mới quẹo trái. Mấy cái đường này đầu tiên ai làm biết không? Tám tới ở Biên Hòa à, tức là cái ông đó tên là Tám tới, nhà thầu Tám tới. Xà Bang kế bên trái đúng không? Đúng rồi à, những cái địa danh hết sức xa lạ. Xa đâu, xa quá. Sà Bang em hoài. Có khuynh hướng vào trái nữa ta. Nó đi công công quẹo quẹo. Vậy là cái đường này là không phải cái đường anh thường đi nè. Sao anh nhận ra được? Anh không nhớ đó, chứ nó đó. Nó có đường vậy thôi. Năm 77 không có đường này, nó không có đường này. Năm 77 đường đất đỏ nó. Đất đỏ mà. Nó bên kia. Không, đường này luôn. Kỳ ha. Là đó. Có thể đang đi đường tắt, nó có đường Cẩm Mỹ đi ra ngay chỗ ủy ban Cẩm Mỹ thì đây nè, là đường này chứ không là, có tắt đường nào nữa đó. Có một đường độc có. Đạo à, à vậy hả? Ừ. Một đường độc đạo luôn, còn thằng kia một đường độc đạo về bà Vũng Bình luôn. Ừ. Tại nó công công quẹo quẹo anh thấy vậy. Có rồi đó, em thấy đi bộ cỡ đó ghê không? Đi bộ không xe nha. Đường này hồi xưa là chỉ có xe mà anh đi. Hồi xưa là cứ bác ba lô đó. Là hai ba thằng đó là có trong nông trường, ừ. Có thôi.
thì thấy xe nông trường từ xa là ngoắt ngoắt nó, mà nó đầy quá nó không có dừng đó, còn mà nó dừng đúng rồi đó. Đó kệ bà này nghe hoài đó. Có hôm mà sáng uống ly cà phê không ăn trong đây là chuối xe be đồ nó quá đói, bắt đầu đi bộ mười mấy số mà mệt quá phải không, một giờ trưa rồi mà không có gì ăn, hai thằng đi ăn đi nó xỉu dọc đường, nó kéo mình vô trong lề nằm nghỉ xíu uống nước bắt đầu là đi tiếp, gặp xe nhà binh đó mình quá giang, lên tới nơi mà không biết sao thấy miếng bắp và nó rơi vãi nè, bốc ăn nhai thấy đã. Thằng kia nó bự mà sao tao thấy mày tao thảm quá mày. Cuộc sống tao thảm quá. Thiệt ra hồi đó sức anh nó mạch nó. Gặp thời đói đó. Thẩm mỹ nông trường sông Ray. 19 tuổi, 20 tuổi. Cái thằng Nguyễn Ngọc Hoàn mà nó chung đi phi thanh chung tổ giáo viên anh trong sông Ray ấy, giờ là nó đi Mỹ rồi mà tìm trên mạng không có. Ông Thuyên thì có. Thuyên có nhưng mà ông đang trốn nợ, là vì ông là một người rất nổi tiếng, một người học giả uyên thâm, là một nhà kinh tế vĩ đại mà ông làm ra nhiều dự án ghê lắm, thì ông lập ra nhiều công ty rất giàu có, nhưng mà sau thì cũng giống như Trịnh Vĩnh Bình đó, mà nó hốt hết cơ sở vật chất các thứ nợ nần các thứ, nên hốt hết rùng nó bắt rồi ông trốn qua Thụy Sĩ, giờ ông không lưu lạc đâu rồi, chắc Thụy Sĩ á. Tới chưa, tới gần Mỹ chưa? Tới rồi đó. Ủa, hồi đó đi kinh hoàng thì không 14 cây số, mười mấy, 14 cây không? Em tính bao nhiêu cây sơ số? Thì nãy nó nói ra cả mấy 10 cây đó. À, 10 cây thôi hả? À. Hồi đó tôi đúng rồi, anh đi bộ vô trong kia 4 cây đó đúng đó. À, thì 14 cây số đó. Mà thấy sức anh đi hồi đó không? Ghê không? Kể ông nào tin mấy đứa nhỏ vừa mà thầy nói sao chứ sai vậy sao thầy đi, mà trời đất ơi hồi đó ai sao mình phải vậy hết, không đi đâu có được, có điều kiện đâu, còn 4 cây nữa đâu, còn 5-6 đúng không? Tự nhiên tới cái lúc mình phải chịu thì nó thấy bình thường đúng không? Coi như ngồi kể lại không ai tin đó. Cũng giống như cái người ta nói à, mỗi lần mà nó có gặp cái sự cố, ví dụ cháy nhà đi, người ta nói khiêng mấy cái thùng nặng chết mẹ, mà cũng khiêng tới đâu á, khiêng ào ào rồi đó, tới hồi khiêng ra bên kia rồi cái hồi hết cháy nhà khiêng trở lại khiêng nổi, ba thằng khiêng nổi, bốn thằng khiêng nổi, mà kia hai thằng khiên vẫn nổi à, lúc chạy á, lạ vậy đó. Xe buýt bây giờ vô tới đây là sao? Đủ nơi hết, chỗ nào có nhu cầu nó làm hết. Phường á, nó đi được một mình chứ nó không đi được. Trước nhà luôn. Không có nơi đầu sướng như Long Khánh. Cái gì cũng được. Chứ nhiều nơi ta không có nước không ấy á. Như Ninh Thuận đó. Bán bò hết, bò dê là bán hết. Còn không nó chết. Chịu nổi. Thằng đó nó giàu mà nó cứ làm bò như là nó khổ lắm. Rồi chỗ này thì anh nhận ra Cẩm Mỹ là gì rồi đó. Chỗ này là quán cà phê thường uống. Từ đây ra ngoài đường như mấy cây số, 1-2 cây gì đó. Đúng không? Xe đò hồi xưa.
xưa là nó tới ngay cái chỗ ngã ba này nè, rồi sau đó là đi bộ vô đó. Đúng rồi, anh nhớ là rồi, anh không đi con đường này nha, mà đi đường lô, đường lô cao su. Nó có những cái đường lô cao su lớn thì đi sáu 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 là mới ra cái đường đó lại, thành ra mình đi cái đường này thì mình thấy xa quá. Đi đường lô tắt á. Đúng rồi, đường lô vô lô mình thấy nó đường lớn lắm, tại cái đường hàng ngày ta đi thì nó ra cái nếp mòn lớn lắm. Cầm Mỹ rồi đây nè, đúng không?